xin chào tất cả các bạn, mình là Nam Khánh Gaming 2022 đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chơi Minecraft sinh tồn bình thường nha. Có bây giờ thì vào video thôi, hôm nay là tập thứ 3. Ok, mình đã chỉnh lại góc nhìn nha. Đó, thì mình đã chỉnh lại góc nhìn rồi nè. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi mai. Nhưng mà để có cách đi mai nhanh hơn hay về là đi mai trên cái núi này ạ. Thì mình phải xuống cái núi này chứ không được lên. Chứ không được lên trên cái núi này. Tạm biệt người nhà thân quý. Bây giờ nha. Lấy cái cúp này đào này, đào xuống, đào thẳng xuống sẽ thấy thôi, thấy khoáng sản thôi. Không cần làm gì có mức được. Tèo một con bạn. Đào Ngọc Du đi đứng dậy. Đấy, mọi người thấy mình hơn chưa? Đào thẳng xuống một cái là thấy được khoáng sản nhưng mà không phải vô dụng. Nói được luôn ấy. Ngọc Ly thì ở trong tình trạng nghèo hèn này thì đang được cái gì vậy trời? Đấy, thấy mình hơn chưa? Vừa nói xong có khóa xả nhưng mà không như cái này lại khóa xả vô dụng rồi. Sao mới nhiều khóa xả vô dụng ấy nhỉ, mình đang cắn sắt cơ mà. Đà thẳng số biết ra rồi mới sao mà trời. Ui chỗ này đây một thả. Đào đúng cái chỗ nước luôn. Sao dưới này có gì không? Con mực này. Chết mà con mực ai. Chết rồi, lên chỗ nào. Mình vừa chết xong thì đã lại còn sinh lại một cái chỗ này rồi. Đúng lúc trời tối đó chứ. Hôm nay chẳng mai được cái gì cả. Ngủ á. Hôm nay mình quyết định rồi. Đi mai. Mai mình sẽ cố gắng vào cho thực cái này. Chạm. Mình đã tìm được một cái hang thì hơi tối nhưng mà không sao. Mình đang cần sắt, không phải cần cái thứ này. Oh shit, ở đây có đúp nữa này. Không, ở đây có thang này. Ui, tiện quá. Đúng lúc mình đang cần thang để làm đúp. Mà sao mình thường nghĩ là Minecraft này mấy cái khoáng sản như kim cương này, hoặc emerald này, mấy cái khoáng sản có ích lợi thì lại ít, còn tham vô dụng thì lại nhiều. Để phận vì sao lại vậy? Oh what the heck, ngọc emerald, khoáng sản emerald. Bây giờ là cho mình ngay một cái bàn chế tạo này. Làm một cái đúp. Đây được làm thêm hai mấy cái đúp.
học luôn. Ngập Ebro. Xin lỗi, tí nữa tao sẽ lấy mày nhé. Trời ơi, đi xuyên đúng rồi bà. Dạ. Tập kiện tiền. Và tao nghĩ mình sẽ xuống đây ấy. Chơi luôn, sợ không? Sợ cái gì? Rồi ôi, trong người chật hẹp thế. Rồi, ngó cục. Sao hôm nay xui dữ vậy? Quá xui. Phải nói xui bằng một cách phi lý. Chết rồi, quên đi ông về nhà rồi. Đúng rồi, nè, nè, người nhà bên này. Bro, dùng cấp đá đào đi kem, bro. Một cách chơi ngu si, cực kỳ ngu si. Hôm nay sao mình cứ thấy sao sao ấy ta. Rồi đường lên chỗ nào? Chết rồi, quên mất đường lên rồi. Ai chờ cái tập chết tiệt này. Mọi người cho mình tìm đường lên nhá. Dắp, mình đã lên được rồi. Hôm nay đi mãi chả được cái gì hết trơn. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ cố kìa. Trong người mình vô dụng. Cái này vô dụng. Vứt nốt. Đó, còn nhắn lại nữa. Vô dụng. À. À, cao. Giờ không biết là làm gì luôn. À. Ha. Khoảng sao sắc ở đây hiếm mà sắc ở chỗ cũ mà. Sắc ở đây hiếm quá à, không thấy luôn á. Bình thường nhớ sinh tồn bình thường, mình sinh tồn bình thường mình có thấy sắc mất. Sao sắc ở cái này hiếm nhở. Rồi hỏng mẹ cúc luôn. Mình làm như đào xuống, đào cho cái sắc mà đào nữa. Xong mình nghe trồng rồi đào đến khi nào mới sao. Tìm mãi không ra luôn mọi người. Luôn. Bây giờ không kiếm được rồi. Mọi người cho mình dùng để lấy đồ nha. Nha. Xin phép. Xin phép mọi người cho mình lấy đồ nha. Ok. Đúng rồi. Ok mọi người ơi, mà mình đã đi lên rồi này. Và chúng ta đã có một khoảng cách khá lớn. Nhưng mà liệu có đủ để chế được một bộ giáp sắt cho mình không vậy? Ôi, lại rơi nữa rồi. Hay cái thật chết tiệt rồi. Ok. Mãi mới lên ở nhà. Sắc nè. Mọi người không kia mọi người có thể đọc chữ nè. Sắc nè. Đó. Bây giờ nè. Vũ khí dây rời. Dây rời vào bộ ra.
is a... Oh, shit. Oh, shit. I need to be right time. I'm talking for sale. I know my brother guy. Let's... Lendo! I can never say come so. Hey, chúng ta cũng có gì. Không ngay đâu. Bây giờ ta đã lên được một cấp. Kiếm sắc. Harry, kiếm sắc. Người chọn đi. Kiếm sắc hay khiên? Khiên đi. Ok, vẫn được một kiếm sắc. Yeah. Bây giờ lên đồ rồi. Chúng ta mạnh rồi. Còn thiếu cái quần. Thôi kệ đi. Ok. Chúng ta lên đồ rồi. Đến cấp thành hành rồi. Ok. Cần thêm cái quần full nào. Ok. Mình nghĩ là video của mình đã thúc rồi. Bạn nào thích video này của mình đừng quên comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hôm nay chả đào được cái gì cho nên là vào lại lấy đồ đó. Còn bây giờ thì bye bye. See ya.